Trạch Diễn, cái này là thi khiết để lại, cậu giữ lại mà làm kỷ niệm đi. Mình đã quyết định rồi, mình sẽ thi vào trường kỹ thuật bên cạnh trường đại học của cậu. Vấn đề là cậu đang từ bỏ giấc mơ của mình. Cậu có thể có trách nhiệm với chính mình được hay không? Được, vậy thì mình đi. Tại sao cậu có tấm hình đó vậy? Vậy thì bước tiếp theo là ra nước ngoài. Nhưng khi nhìn thấy tấm hình này, tôi mới biết, thì ra hôm tôi ra nước ngoài thì khí có tới. Thôi Nhất Đồng 103 điểm, Hoắc Bưu 127 điểm, Trịnh Trạch Diễn 48 điểm. Em là... Thưa cô, em là Trịnh Trạch Diễn. Em đến học lại hay sao? Vâng ạ, em muốn vào Đại học Thanh Bắc. Thi khiết, đợi mình. Tôi thấy chắc hôm nay Trần Minh Vũ sẽ thi đỗ đó. Nếu không phải năm ngoái Trần Minh Vũ phát huy thất thường, chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mà Trịnh Trạch Diễn không đi thi, đúng là hiểu rõ tình hình. Cậu ấy chuẩn bị lâu như thế, trình độ đến đâu chúng ta còn không biết chắc. Chắc chắn không thi nổi đâu. Ai bảo tôi không thi được chứ? Ê,
Xin lỗi người anh em. Không sao người anh em. Cảm ơn người anh em. Trịnh Đạch Diễn, cậu bị sao đấy? Không phải cậu sẽ ra sân bay hay sao? Sao lại quay lại thế? Không nhìn thấy hay sao? Minh Vũ đã mang đồ dùng đến cho tôi rồi. Tôi sẽ tham gia kỳ thi cho các đối tượng đặc biệt. Thi Khiết, tưởng cậu đi nơi khác thi mà. Trịnh Đạch Diễn đi rồi hay sao? Đúng. Chẳng lẽ cứ thế mà từ biệt hay sao? Không biết cậu ta bị cái gì mà cứ đòi về thi kỳ thi cho các đối tượng đặc biệt. Mình luôn nghĩ Trịnh Đạch Diễn không suy nghĩ cho tương lai của mình. Suy nghĩ là rất ấu trĩ. Thí sinh tiếp theo, Trịnh Trạch Diễn, Trung học thực nghiệm Thanh Bắc. Cho đến khi nghe tin cậu ấy vẫn chưa đi, mình mới phát hiện ra, thì ra mình là người mong cậu ấy ở lại nhất. Mùa hè tốt nghiệp, tụi mình càng lúc càng xa nhau. Nhưng mùa hè năm nay, mình muốn ở bên cạnh cậu ấy. Trình Trạch Diễn, kết thúc rồi hay sao? Bài này không phải là đúng, là bài cậu thích. Nhưng mình không thích cái kết của bộ phim đó. Vì ước mơ mà từ bỏ việc ở bên người mình yêu. Sau khi lớn lên cậu sẽ biết, thật ra chẳng có chuyện gì là quan trọng hơn gì ở bên người mình thích. Mình rất may mắn bởi vì mình có cơ hội để làm lại. Cho nên mình muốn được ở bên cậu. Cơ hội làm lại gì cơ? Nếu mình nói mình bây giờ đến từ tương lai, cậu có tin hay không? Tin chứ. Thật không vậy? Cậu không nghe nói người đang yêu IQ đều bằng không hay sao? Khoan đã. Khoan đã. Người đang yêu. Vậy nên chúng ta đang yêu nhau sao? Bây giờ chúng ta đang yêu nhau đó hả? Cậu có thể đàn lại bài vừa nãy được không? Không được. Tại sao vậy? Vì bản quyền đó. Vừa rồi mình còn cố tình đàn sai nữa. Này. Nhưng mà mặc dù mình không thích kết cục của bộ phim đó, nhưng mà bài này hay quá. Phim này cậu cũng đi xem cùng với Dương Tử Siêu. Mình rất không vui đó. Cậu đang bảo là sau buổi du lịch tốt nghiệp, thực ra mình đã lén đi đăng ký học lại thi lại. Năm đó các cậu đều là sinh viên năm nhất rồi. Mình định là sau lễ tình nhân sẽ đến nói cho cậu biết chuyện này. Sau đó. Sao cơ? Bộ phim đó rõ ràng là mình đi xem với Văn Tâm. Chỉ là lúc về vừa hay gặp lớp trưởng thôi mà. Không phải cậu lại ghen vì chuyện này đó chứ? Cậu là con gái hay sao vậy? Cho nên cậu không ra nước ngoài nữa hay sao? Hai người đó làm sao thế? Sao vẫn chưa ra? Minh Diễn, Trịnh Trạch Nghệ thi xong chưa? Thi xong rồi. Cậu bảo hai người đó có thành đôi hay không? Cậu không được nữa là mình xong lên đấy. Thật tình. Tới rồi, tới rồi.
Hai cậu vừa vừa thôi. Được rồi đó. Được đấy, xử lý xong cả kỳ thi và người yêu. Thi cử thế nào rồi? Cũng được, đứng thứ năm. Thi trường cũng không sao đâu. Chúng ta có thể ra nước ngoài mà. Tôi thi đỗ rồi. Năm nay tuyển tổng cộng 5 người hay sao? Các cậu đang quà tốt nghiệp đấy. Trình Trạch Diễn, chào mừng cậu đến đi Đại học Thanh Bắc. Sẵn sàng. Chụp đây. Thi Khí, đồng ý với mình một chuyện. Sau này nhất định không được lên xe của Dương Tử Siêu. Sao vậy? Hứa với mình là được. 5 giây. Trịnh Trạch Diễn. Tại sao vẫn như thế chứ? Chẳng lẽ mình thực sự không thay đổi được gì sao? Trịnh Trạch Diễn, trước đi. Có chúng mình rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Không cần đâu, tôi sẽ ở đây với cậu ấy. Mấy ảnh của Thi Khí hỏng rồi sao? Đừng động vào. Trịnh Trạch Diễn, chào buổi sáng. Sao lại quay em? Bởi vì em ngủ rất đáng yêu, giống con heo. Anh mắng em là heo. Đừng đánh anh. Anh mang đồ ăn sáng cho em đi. Sao mà hôm nay anh ân cần quá vậy? Có phải là anh giấu em chuyện gì không? Không có. Thật sự không có sao? Tuyệt đối không. Anh có còn nhớ hôm nay là ngày gì hay không? Hôm nay. Không phải hôm nay chỉ là một ngày chủ nhật bình thường thôi hay sao? Anh nghĩ kỹ lại đi. Ngày em đến tháng. Em đi học đi. Hoàng Thi Khiết ngốc như thế, đúng y như mình dự đoán luôn. Người đàn ông lãng mạn như Trịnh Trạch Diễn này đây, chẳng lẽ là quên đi kỷ niệm 500 yêu nhau hay sao? Cho nên mình đã chuẩn bị vlog, kế hoạch bất ngờ. Đến lúc đó nhất định là ai thấy cũng phải rơi nước mắt, ai nghe cũng phải cảm động. Được rồi, chúng ta cùng mong chờ nhé. Bây giờ sẽ xuất phát. Bây giờ tôi sẽ đi nhờ mọi người quay một đoạn chúc phúc tôi và Thi Khiết. Đi xem Dương Tử Siêu đang làm gì nào. Trời ơi, mình đang nhìn thấy gì đây? Đây là nội dung trả phí mới được xem hay sao?
Cậu làm gì đấy? Cậu làm gì vậy? Thành thật khai báo đi. Các cậu yêu nhau từ lúc nào đấy? Hình như là... À đúng rồi, chính là lúc đó. Vậy nụ hôn đầu của các cậu là bao giờ? Trịnh Trạch Diễn, đã bảo là gửi lời chúc phúc cơ mà, liên quan gì tới cậu? Em nhìn Lương Văn Tâm đi, anh thực sự lo lắng cho tương lai của anh em mình đó. Em bảo hai người này sau này cưới nhau, lại còn có quà tặng kèm nữa. Trần Minh Vũ, sao cậu lại đến trường tôi thế? À tôi... Cậu thích nữ sinh trường tôi hay sao? Không đúng. Cậu đâu có quen ai ở trường tôi. Chẳng lẽ là Lương Văn Tâm? Người anh em, tôi khuyên cậu một câu. Nếu là Lương Văn Tâm thì thôi cậu đừng có tặng người ta nữa. Tôi nói cậu nghe, cậu ấy với Lý Gia Phàm. Ừ, tôi phải đi xem hội thảo. Tôi đi trước đi, tôi vội lắm. Bye bye. Bao nhiêu năm rồi Minh Vũ vẫn chẳng biết lừa người gì hết. Đáng thương quá, lại phải làm ma dưới móng của Lương Văn Tâm. Nghe thấy tiếng chó sủa cho thấy Dương Tử Siêu chắc là ở gần đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm cậu ta. Đi. Dương Tử Siêu, hôm nay tôi đã nhặt được cậu ta rồi. Để cho các bạn xem chương trình này nha. Thôi vẫn nên hát một bài đơn giản thôi. Bé hồ lô, bé hồ lô, một dây leo có bảy bông hoa, mưa vùi gió dập cũng không sợ. La 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 la. Vương Tử Siêu, cậu được đó. Trịnh Trạch Diễn, cậu quay cái gì đấy? Mau xóa đi cho tôi. Tuyệt đối không thể. Cậu xin tôi đi. Cậu cầu xin cũng không được. Nhất định đừng có xin. Buồn nôn lắm đó. Lần trước cậu xin tôi là lúc nào nhỉ? À phải rồi, lớp 6 tiểu học, cậu từng hát lúc tắm. Tôi cảnh cáo cậu, quên nó đi khi còn sớm. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ có hai lĩnh vực, cả đời này cậu cũng không theo kịp tôi. Một là ca hát, hai là yêu đương. Bớt nói nhảm đi nha. Hôm nay cậu tới rốt cuộc lại để làm gì thế? Thi Khiết, Trịnh Trạch Diễn, 500 ngày vui vẻ. Anh có quà cho em đi. Thật sao? Bạn thân nhất của mình Hoàng Thi Khiết, cậu đã bị Trịnh Trạch Diễn bắt mất 500 ngày rồi. Mình nói cho cậu biết, mình ghen rồi đấy. Nhưng mà mình vẫn mong cậu và Trịnh Trạch Diễn có thể tiếp tục hạnh phúc. Sau này, nếu như Trịnh Trạch Diễn bắt nạt cậu, cậu cứ nói cho mình biết, mình nhất định sẽ bắt cậu đi mất. Mong Trạch Diễn, cậu và Thi Khiết vào mỗi lần kỷ niệm 500 ngày sau này sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Tôi và Lương Văn Tâm sẽ mãi là bạn tốt nhất của các cậu. Các cậu yêu nhau 500 ngày rồi hay sao? 500 ngày thì là 1 năm 4 tháng rồi. Chúc phúc cho các cậu nhé. Trịnh Trạch Diễn, từ nhỏ tới lớn, đến trận bay được uống thêm một chai cũng không có. Nhưng mà cậu ấy đã gặp được cậu Hoàng Thi Khiết. Mong rằng hai người sẽ tiếp tục hạnh phúc bên nhau. Thi Khiết, bất tri bất giác chúng ta đã ở bên nhau 500 ngày rồi, nhưng anh lại cảm thấy dường như mới có một ngày trôi qua. Đối với anh mà nói, em giống như một sự tồn tại đã ngấm vào trong máu, không thể tách rời. Cho nên mỗi ngày sau này, anh đều sẽ cố gắng hết sức để ở bên cạnh em, khiến cho em vui vẻ, khiến cho em hạnh phúc. Chúng ta sẽ có 500 ngày lần thứ hai, 500 ngày lần thứ ba, rất nhiều 500 ngày nữa. Anh yêu em. Thế nào? Thích không? Trịnh Trạch Diễn, thực ra em cũng có quà tặng cho anh đó.
Này, cậu có định tĩnh hay không vậy? Đàn ông con trai mà giả làm công chúa ngủ trong rừng có hay ho gì không? Từ nhỏ tới lớn tôi suốt ngày ăn đòn giùm cậu. Cậu mách lẻo về tôi, cậu suốt ngày lằng nhằng dạy bảo. Bây giờ sao cậu ngoan quá vậy? Người anh em, tôi đã mất đi thi khiết rồi, không muốn mất đi người bạn tốt nhất là cậu nữa. Tôi thật sự rất muốn cứu cô ấy. Coi như tôi xin cậu, cậu tỉnh lại giúp tôi đi. Cho nên mình lại có thêm một cơ hội nữa. Tiếp theo là đến phần ném hoa cưới. May mẹ em chưa đi. Em thì đi đâu được? Trịnh Trạch Diễn, bây giờ là thời gian tập trước, không thể cho mình mượn thi khí một lúc nữa hay sao? Hay là thế này đi, hôm nay hai cậu cũng cưới luôn đi. Sao, anh muốn cưới em không? Trạch Diễn à, đợi gì nữa, nhanh lên. Dương Tử Siêu, cho nên ý của cậu là cậu vẫn còn nhớ hôm cậu và Thi Khiết ra ngoài, chiếc xe gây tai nạn trông như thế nào sao? Trước khi hôn mê, tôi trơ mắt nhìn chiếc xe đó đâm vào tôi. Đó là một chiếc xe màu tối. Hình như tôi từng thấy nó ở hội trường hôn lễ của Văn Tâm. Anh làm sao vậy hả? Ban ngày ban mặt mà kích thích quá vậy. Em hãy hứa với anh, bắt đầu từ bây giờ em ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được đi đâu hết, có nghe chưa? Dù thế nào cũng không được đi đâu hết, nghe chưa? Em tin anh một lần đi, để anh quay lại anh giải thích cho em nghe. Em hiểu anh nói gì không đấy? Em hiểu mà, anh đi đi.
Lương Nhân Tâm, hình như anh ấy sẽ cầu hôn mình. Là một chiếc xe màu tối. Trong xe có một món trưng bày nhỏ. Đồ trưng bày đó là cái hồ lô nhỏ. Trịnh Trạch Diễn, Dương Tử Siêu, tốt quá rồi. Mau mau, tìm giúp tôi một cái xe đen có bày đồ trang trí hình hồ lô. Sao vậy? Không kịp giải thích nữa đâu, thời gian gấp lắm. Kia kìa đúng không? Cậu gọi cái đó là hồ lô hả? Nếu không thì sao? Vậy đây là gì? Hồ lô gỗ. Tôi cảm ơn cậu. Lần sau cậu ăn nói cho tử tế đi được không? Tỉnh lại đi. Trịnh Trạch Diễn, cậu tìm xe để chọc lớp người ta hay sao? Cậu có biết làm thế là phạm pháp hay không? Cứ kệ tôi đang cứu cậu đấy. Cậu làm gì vậy? Không nhìn thấy hay sao? Đang chọc lớp xe, vậy sao? Anh định làm gì? Các cậu làm gì đấy? Chọc lớp xe tôi hả? Chọc lớp xe tôi rồi tôi lái xe kiểu gì đây? Không chọc lớp xe của anh không lái xe được. Hơi thở gấp, đồng tử nở to, lượng cồn trong máu ít nhất phải đạt đến 80mg trên ml trở lên. Anh mà lái xe thì phạm tội lái xe khi say, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Anh vẫn còn dám lái xe hay sao? Tối nay anh mà dám động vào xe của tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Có gì đi nói cảnh sát đi. Nhãi con, tôi thấy cậu chán sống rồi đó. Anh cũng chán sống rồi đúng không? Không lái nữa. Anh thành công rồi, Thi Khiết. Thi Khiết. Thi Khiết à, anh về rồi. Thi Khiết. Cậu có thấy Thi Khiết đâu không? Tôi không thấy. Không. Chồng ơi, sao không thấy Thi Khiết ở đâu nữa? Anh đã nói em ở trong khách sạn đừng có ra ngoài. Tại sao em... Anh để em đợi lâu quá sao? Không phải, em cũng tìm anh mãi thôi. Được, nào. Chụp ảnh nào. Chuẩn bị, anh đợi em ở tương lai. 3, 2, 1, cười nào. Lương Văn Tâm, hình như anh ấy sắp cầu hôn mình rồi. Thank you.
这夏日的味道，橘子汽水分下燃烧，一杯酒倒淡海，爱啤酒的泡泡。我还是最喜欢你清澈的笑，你说这遥远的星光，你说相聚是渐渐的流浪。我的香被你把每颗夏夜点亮，虽然只是在这座的时空相互凝望，可都随时间泛黄，只能对照片彷徨。